Câu số 1 thu gọn thằng này à, thử bấm ha à, nhưng mà để nó hiện cái ấy ấy này, bấm nha à, chúng ta sẽ bấm mod 2, chúng ta bấm thử, thầy bấm căn 2 cộng 3y để thầy ra cái kết quả, để thầy gửi cái file này cho mấy em à, ra là trừ 7 cộng 6 à, ok vậy ha, tự bấm à, nhưng mà hãy để nó hiện cái lên đây ấy hen.